Xin chào mọi người, đã quay lại kênh bán hàng cho bếp Nhật Bản của em. Thì hôm qua từ bữa giờ cũng hơn một tuần lễ rồi em mới lên clip lại do công việc của em và hàng thì cũng ít, nên hôm nay em có dự xin được một số dao nên em lên để phục vụ cho tất cả mọi người. Thì hôm nay em có cái view cũng là view mới ha mọi người, cái mọi thường em hay để dưới đất thì hôm nay em để trên cái ghế sofa của em để nhìn cho nó dễ hơn, với lại nhìn nó cũng hơi lịch sự một tí. Mã hôm nay là mã G ha. À rồi, trước tiên khi vô mã số 1 thì em cũng có gửi cho mọi người là vừa qua có rất là nhiều người anh em đã ủng hộ em, thì em cũng gửi lời cảm ơn. Và thứ hai là mọi người xem kênh của em, nếu mà thấy hay thì có thể bấm nút đăng ký, like và nút chia sẻ giùm em. Mỗi một cái like và một chia sẻ của mọi người là em rất là cảm ơn và cảm kích rất nhiều. Rồi, mã số 1 hôm bây giờ tiếp tục, nay là mã G nha. Mã số 1 của em. Đây là một cây Santoku. Này là thép 3 lớp lõi VG nè, DB Gold, Santa Seal ốp không rỉ. Con này thì cắt thái đa năng thì mọi người cũng biết rồi, Santoku thì cắt thái đa năng rồi. Con này rất bén ha. Em đo con này coi. Con này mỏng có một ly thôi. Ồ, mỏng một ly mà thép 3 lớp nữa, cái lõi nó mỏng đó. Cán còn rất mới. Con này lưỡi chắc 16, đem đo ha. Thì hôm nay cũng nhiều, có gì em nói nhanh hơn một tí thì mọi người, nếu mà mọi người coi không kịp thì có muốn nhắn tin qua Zalo để em báo ha, để em gửi hình chi tiết hơn. Con này lưỡi đến 17 luôn nha mọi người, lưỡi 17, bản rộng của nó là 4 cm. Rồi, mã số 1, mã G1 em bán giá 350 ha. Mã G2 là cũng là một con Santoku. Cũng là một con Santoku thép 3 lớp. Con này thì nó không đề lỗi gì nhưng mà con này lỗi không rỉ luôn nha mọi người. Con này thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Chữ đây ha. Cán khâu cán này là khâu đúc nè. Ốp phun tan. Con này lưỡi 16.5 nha. Bản là 4 cm. Và độ dày con này cũng có một ly thôi. Cán còn rất mới, con này cán cầm hơi nặng nè. Hơi nặng hơn cán con kia. Rồi, mã số 2, em bán giá 350 ha. Nào xong em để dưới đất cho nó gọn. Rồi, mẫu số 3 cũng là một con Santoku. Con này là của hãng Aritsugu nha mọi người. Nè. Hãng Aritsugu nè. Này là phiên bản đời đầu của hãng Aritsugu á, đời cũ á. Cán ốp phun tan mà cán này nó hơi cong tí xíu cũng lạ. Này cũng thép 3 lớp luôn. Lõi thì con này hơi rỉ nha mọi người. Và nếu mà rỉ là lõi carbon á. Thép 3 lớp lõi carbon, ốp không rỉ. Con này độ dày của nó là 2 ly nha mọi người, dày 2 ly. Con này là bản con này là bản 4 cm nha, con này bản 4 cm và độ dài của con này cũng chắc 16 luôn á, 16 lưỡi 16. Con này là Aritsugu phiên bản cũ nha mọi người. Rồi, mã số 3 em bán giá 320 ha. À, tất cả các hàng của em thì mã của em thì chưa bao gồm phí ship mọi người. Ai chuyển khoản thì em bao ship thôi. Tiền thu hộ bây giờ nó rất là cao. Rồi, mã số 4. Con này thì đợt trước em cũng bán một con cũng giống giống dạng giống như con này nhưng mà là cán thủ công, mà con này thì là cán ốp phun tan. Nó có cái khâu nha mọi người, khâu này là gỗ ổn định ha. Khâu này khâu gỗ ổn định. Chữ nè nha mọi người. Nè. Chữ nè. Em nói vệ sinh. Con này có cái đường lưỡi sang mai rất là đẹp nha mọi người. Nè. Để được để sao cho mọi người để nhìn thấy cho nó rõ. Nè, đường sang mai con này nó bên này nó rất là đẹp nha. Đó, trên đây nè. Con này có đường sang mai rất là đẹp luôn nè, khi mà em mài ra nó có đường sang mai rất là đẹp nè. Con này ngay đổ vào chỗ mới cũng hơi lập chụp tí xíu ha mọi người.
Con này độ dày của nó 2 ly nha. Đo cái độ dày 2 ly. Độ dài chắc 16 cm luôn nha mọi người, 16 luôn á. Đây em nhìn em cũng biết gờ 16 luôn ha, lưỡi 16 cm. Và bảng của nó là 4 cm. Cán ốp full tang, khâu là khâu gỗ ổn định nè. Hai chốt. Gỗ này không biết là gỗ gì, cũng màu cũng đẹp ghê á. Rồi, mã số mình bán giá 370 ha. Mã số 5 thì nãy mọi người thấy con kia là Aresugu phiên bản cũ, thì con này cũng là phiên bản cũ nhưng mà là con này là con Gyoto. Con này là Gyoto của hãng Aresugu luôn nha mọi người. Thép carbon nguyên khói. Con này rỉ dữ, dữ luôn nè. Thì nó rỉ quá, em làm vi sinh cũng cực, nó còn hơi lấm tấm đen đen nè. Mọi người về á, nếu mà vi sinh thêm, còn không thì để sử dụng luôn, hoặc là nhúng FPS Cloba để cho nó chống chống rỉ luôn. Nếu mà em sử dụng em chắc em nhúng cũng nhúng luôn, tại vì này rỉ dữ lắm, thép carbon này rỉ. Này là khâu đúc. Con này có cái huy hiệu cái nón vua bên đây luôn nè mọi người. Em cũng biết đó là cái gì, Aresugu. À, con này là con Gyoto, để em đo lưỡi ra. Lưỡi con này là 18 luôn nha mọi người. Lưỡi là 18 nha. Và bảng con này là bảng của nó là 4 cm. Độ dày con này 2 ly ha. Ê, mấy con này em khỏi cần đo độ dày, em nhìn em biết rồi. Con này là chốt đồng nha mọi người. Thường chốt đồng em đã từng giới thiệu với mọi người, thường những con dao mà cán ốp chốt đồng thì thường những con dao cao cấp ha, chứ không có thường đâu. Cán cầm cũng rất là đã. Rồi, con này em bán giá 500k ha, 500 ngàn ha. Mã số 5 500 ngàn. Rồi, mã số 6, tiếp theo là mã số 6 cũng là một con Gyoto. Con này là của hãng Masakane ha. Này em sạc ra được. Còn bên đây nó sử dụng thép Nippon của hãng Hitachi, có mộc luôn. Hai mà. Con này thì lưỡi cũng dài 18 luôn ha. Em khỏi đo nha, tại vì em có đo trước rồi. Lưỡi dài 18 bản 4 cm. Và độ dày 2 ly luôn. Con này cũng khâu khâu đúc luôn, cũng là chốt đồng luôn nè mọi người. Bài 3 chốt. Tình trạng còn khá mới, mấy con này rỉ không nha, thép carbon á. Con này là thép Nippon của Hitachi nè. Em cho anh này là của hãng Masakane. À, con này em cũng bán giá 500 ngàn ha. Mấy con Gyoto này nhỏ gọn xài trong gia đình hoặc là những ai làm bếp á, xài cũng rất là tiện. Rồi, mã số 7. Mã số 7 là một con Sentoku thép 3 lớp. Lỗi con này là nó không đề lỗi là gì nhưng mà em nghĩ là lỗi không rỉ là lỗi VG10 luôn. Nó cái đường xước này là em đánh xước nha, em đánh xước thử để coi cho nó giống trong hãng nha mọi người, chứ không phải là ấy đâu nha. Thì nó hơi ở ngoài đây cái chỗ của em nó hơi chối đi, mọi người xem kỹ ha. Con này là Sentoku này, lưỡi cũng 16, độ dày 2 ly và bảng cũng là 4 cm ha. Thì con này là cán, tình trạng cán còn khá mới nè. Thép 3 lớp, thường là nhìn dưới cán này có 3 lớp nè. Khâu là khâu khâu đúc. Cầm rất đã rồi và còn rất mới. Con này em cố tình đánh xước hơi giống hãng nha. Chữ nè, ai biết chữ tiếng Nhật á, thì tra ra. Nhìn lúc đầu tưởng giống Kia nhưng mà không phải. Rồi, mã số 7 em bán giá 450. Mã số tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 này là một con Nakari. Nakari. Con này là thép 3 lớp lõi carbon nha mọi người. Con này có cái đường, khi mà em mài ra nó có cái đường sang mai cũng rất là đẹp nè. Bên nhìn bên đây nè, đó có cái đường sang mai. Nếu mà ai có FPS Global nhúng nó ra cái đường sang mai của thép cái lõi nó ra rất là đẹp. Thì con này nó hơi cái dưới cái khâu này nè của nó hơi rỉ rỉ á. Cái này thì nếu mà ai chốt thì em chà sơ chà cho đó cho nó ra, với lại em sẽ vô cái keo mà chống thấm nước vô cho mọi người luôn, về sử dụng nếu mà khỏi vô nước thì nó cũng không bị gì hết. Cán tình trạng cán còn khá mới nha mọi người. Thì em bữa em cũng có nói em lựa dao thì đa phần em lựa những con cán còn tốt em mới lấy ha.
chứ cán dở qua lấy về có công xài nó hư cán rồi, thấy nó mục cái tàn nữa. Con này lưỡi là 16 cm và bản con này là 5.2 cm ha, và độ dày nhất của nó là 4 ly và mỏng lên mũi là còn 1,5 ly. Con này khá nặng nha mọi người, nặng hơn thông thường mấy con carry khác nên cầm khá đầm tay á. Rồi, mã số 8 em bán giá 380 ha. Tiếp theo cũng là một con Nakari, mã số 9. Con này là Nakari. Nhưng mà nó cái phần trên đây nó bị mẻ đó, em đã mod lại. Em đã mod nó dáng nhìn nó giống như Sea Hound á. Chữ nó nè ha. Con này thép 3 lớp, lõi carbon ốp này, con này là ốp không rỉ nha mọi người. Cái lõi nó rỉ, ốp không rỉ. Em đo coi. Con này lưỡi của nó là 15 à, lưỡi bén của nó 15. À, bản của nó là 4 xăng 4 4,2 cm. Độ dày cán của nó là 4 ly và mỏng dần lên mũi còn 1 ly. Rồi, mã số 9 này em bán giá 320, cán còn mới ha. Cán này em chỉ chà sơ lên thôi à. Mã số 10 cũng là một con Nakari. Con này em nghi là thép giấy xanh đó nghe mọi người, nhưng mà cái chữ của nó mờ quá, bây giờ em không có biết nó là cái chữ trên đây nè. Cho nên em không biết nó là gì, nhưng mà nó khá là nặng nha. Và thép của nó khá cứng, khi em mài nó rất cứng nha. À, chữ hai bên luôn. Cán còn khá đẹp, cán chữ D. Thông thường cán thủ công em rất thích cầm mấy con cán này nè. Này là khâu nhựa nha. Nãy giờ em quên giới thiệu khâu này, khâu nhựa. Con này lưỡi của nó là 16 cm. Lưỡi 16 cm. Và bản con này 4,2 cm. Và độ dày con này có 3 ly thôi, mỏng dần lên mũi còn 1 ly. Con này thấy vậy chứ nó cũng nặng, mà cầm khá là chắc tay đó nha, rất bén và cứng nha. Con này có cái đường sang mai nè, nếu mà ai đó mọi người nhìn nè nha, có cái đường sang mai khi mà máy ra em chà ra nó ra đường sang mai cũng rất là đẹp nè. Mai mốt em phải mua cái dung dịch SL đi về, thứ nhất là em thử, là thứ hai là em thử men da của em luôn, đó giờ em chưa có sử dụng đó. Rồi, mã số 10 em bán giá 380. Tiếp tới là cũng là một con Nagri, mã số 11. Con này thì lưỡi chắc 18 quá. Lưỡi con này 16 à. Bản con này 5 cm. Và độ dày của nó là dày nhất của nó là 3,5 ly và mỏng dần mỗi còn 1 ly. Con này khâu nhựa luôn, cán còn khá đẹp, cán còn rất mới. Nè, cán còn rất mới ha. Con này không biết hãng gì luôn. Con này không biết hãng gì luôn. Rồi, mã số 11 em bán giá 350. Tới là một con mã số 12. Đây là một con dáng Karisuke. Karisuke à. Con này là thép giấy xanh đó nha mọi người à. Con này thì em có nhúng rồi nè. Nè em qua mượn người ta em nhúng giùm, em kiểm tra cái đường sơn mai của nó, con này đường sơn mai nó khá là đẹp à, chữ nè nghe mọi người à, nó có cái mộc dưới đây luôn nè. Con này lỗi rất là dày luôn nha à, coi lỗi nè nghe mọi người ừ. Chữ bên đây luôn. Trước em có bán hai con giống vậy rồi, em bán con Sentoku. Em đo lưỡi con này nha, con này lưỡi là 17 cm, bản của nó là 4,2 cm. Và độ dày của nó dày nhất ngay nó cán của nó là 4 ly. Con này là thép thép giấy xanh nè. Lỗ rất là dày luôn. Lỗ xuống tới đây luôn nha. Đó, mọi người coi ha. Cán ốp full tang, hai chốt inox. Dán bunka. Giống không phải dán Karisuke. Karisuke đây. Rồi,
Con số 12 bán giá 650 nha. Đây, mã số 13 con này là Bunka. Con này ngắn. Ngắn. Con Bunka lưỡi con này có 10 15 thôi. Lưỡi 15 bảng của nó là 4,5 cm và độ dày của nó là dày nhất của nó là 5 ly mà mỏng có 1 ly thôi. Chữ nè. Con này đường sang mai cũng đẹp lắm nghe, không phải là không đẹp luôn nghe. Ở này chắc mai mốt phải mua FE Solar về nhúng á, nó ra đường sang mai nhìn nó đẹp hơn. Bên đây cũng có nè mọi người. Rồi, mã số 3 bán giá 380 nha. Con này thì em đã vô keo nè, chống nước luôn rồi nè. Nước khỏi vô, khỏi rỉ, mục tan. Rồi, mã số 4, một con này là con Honetsuki, con lọc. Ai lọc gà, lọc vịt thì lấy con này về lọc, lọc gà, lọc vịt, lọc heo gì đó. Lóc ra. Con này khá đặc biệt nha, con này lưỡi dài 15 nha mọi người. Và bảng của nó là 3 cm và con này khá dày nha. Con này dày nhất 3 ly. Ốp full tang 32 chút đồng. Con này có ký hiệu gì bên đây, có cái hình giống vỏ sò lắm, không biết phải nại sò lọc lọc sò không biết nha, nên mình đang nói giỡn thôi ha. À, thứ còn khá mới luôn. Ai mua về lọc á là đúng đã luôn nè. Con này khá dày á, em có mấy con nhưng mà nó mỏng, nó chỉ khoảng có 2 ly thôi. Con này 3 ly, 3 ly, 3 ly rưỡi luôn. Nè, nhìn là mọi người thấy rồi. Rồi, mã số 14 em bán giá 400. Mã số 15. Con này nó ngộ quá, em cũng không biết là con gì nữa. Nhưng mà khi mà em chà ra ra đường sang mai của nó đẹp lắm nè. Đó. Hai hai đường đường sang mai của nó đẹp. Con này lưỡi của nó là 16,5 mà bảng của nó con này chỉ có 3 cm à. Và độ dày con này tới 3 ly lận. Con này dày dày 3 ly mà nó dày 3 ly dài lên tới trên trên đây luôn nha. Xuống đây còn 2 ly nha. Mà bảng còn lấy 3 thằng em không biết con này là con gì nữa. Nhưng lỗi con này mấy thường mấy con này lỗi nó rất là dễ hấp giấy xanh đó nha. Thì thông thường con nào nó phải dập giấy xanh thì bán thì em phải nói cho nó rõ cho mọi người biết. Con này có chữ bên này nè, ốp này là ốp không rỉ nè. Không nhựa. Cán thì em đã chà lại rồi, vệ sinh lại rồi. Mọi người mua về yên tâm cán không bao giờ dơ ha. Con này không biết con gì nữa, con này giống con sashimi hai mặt lợi nhỏ là con Betty lóc gì cũng đều được. Con này không biết, em đa năng quá, em cũng mới test con này thử em cắt trái cây. Con số 15 em bán giá 400. Rồi, số 16 là một cặp dao nha. Con số mã số 16 là một cặp dao. Thì con này nó giống con đề ba hai mặt á, dày lắm. Ốp và không rỉ nè. Và con này đặc biệt là thép đa ma kết nha. Nó phải là ba đa ma kết hay là thép non thì em không biết, nhưng mà em qua mượn người ta nhúng giùm thì nó ra mấy cái đường vân vân ở trên đây nè. Vân lưỡi á. Rồi để em đo con này coi. Lưỡi con này là 14 cm và bảng của nó là 4 cm và độ dày của nó 5 ly nha. Lên tới mũi còn 2 ly á, 2 ly rưỡi luôn á. Con này khá dày. Cán cán gỗ truyền thống không nhựa, không biết nó khoét cái lỗi để làm gì. Rồi. Còn con Betty của nó là con Betty, cặp của nó là con Betty. Này là con Betty nhỏ. Thì nó giống thì em bỏ vô chung cặp. Con này lưỡi có 10 12 thôi nha mọi người. Lưỡi 11 chứ. Và bảng của nó là cũng 3 cm á và độ dày con này là 3 ly. Cũng không nhựa luôn. Chữ bên đây. Mấy công thường mấy con này em chà ra nó có cái đường sang mai lưỡi rất là đẹp nè.
Cái đường sen mai lưỡi rất là đẹp. Betty con này em nói thiệt, cái làm cá mà cá nhỏ dùng con này thay đề ba nhỏ luôn cũng còn được nữa. Thì con này thì em không có biết chắc chắn đó là thép Damascus hay là thép gấp gập nhiều thép, nhưng mà em kiểm tra nó ra vậy nè. Thì bây giờ em bán theo kiểu theo sự hiểu biết của em thôi. Rồi, em bán cặp này giá 700 ha. Bán cặp này giá 700. Mã số 16 bán giá 700. À, mã số 17 là một con dao đi rừng mini. Con này không có chữ. Ai mua về đi rừng mini hoặc là ở nhà chặt cũng được nữa nè. Chặt gà vịt qua mới test thử chặt khúc cây luôn. Nhưng mà em chặt khúc cây thì em tự test thôi chứ em không có quay video clip. Con này lưỡi là 15 cm. Và bảng của nó là 3,5. Và độ dày của nó là 5 ly nha mọi người, dày 5 ly. Hai lưỡi. Con này hai lưỡi nha. Rồi, dao đi rừng mini 220.000, mã số 17. Mã số 18 là một con Usuba đầu tròn. Con này là có khâu sừng á, nhưng mà nó bị nứt khâu em để ngoài nè. Nó bị nứt khâu banh cái cán rồi nên em bây giờ em tháo ra luôn, em vệ sinh lấy cái lưỡi em bán thôi. Con này là thép giấy trắng số 2 nha mọi người, nè. Đây nó cái đề nè, đó giấy trắng số 2 nè. Con này thì hầu như cái lưỡi nó rất là còn nguyên bản luôn đó, còn tốt luôn á. Rồi đem đo lưỡi, con này lưỡi 17 cm. Con này lưỡi 17 cm. Và bảng con này là 4,5 cm. Độ dày nhất của nó là 5 ly. Và thon về cho mũi còn 2 ly rưỡi á. Rồi em đo rồi, 2 ly rưỡi á. Rồi con này cái đường lưỡi sang mai của nó đẹp nè, vân vân nè, em này em chà đá nè nó ra nè đó mọi người nhìn ha. Rồi mã số 18 này em bán giá 500 ngàn cho cái lưỡi Usuba thép giấy trắng số 2 ha. Rồi ai về có cán thì làm vô. Rồi mã số 9 đây, con này là một con dao bản to. Con dao này là con dao của Hồng Kông nha mọi người, Hồng Kông á nè, cái ký hiệu của nó. Thì đợt trước em cũng bán có bán một cây cây kia, đợt trước em bán là cây dao Thái nhưng mà nó bị mòn lưỡi khá nhiều. Thì con này gần như là nó còn nguyên bản nè, mà con này là phiên bản chặt, phiên bản chặt mà Thái cũng được nữa chặt. Thì mọi người hay coi phim Hồng Kông á, người hôm bữa em cũng có clip kia em cũng hay giới thiệu cho mọi người. Mọi người coi phim Hồng Kông á, thấy nó chặt con dao mà chặt gà vịt ngỗng quay bên đó, nó hay sử dụng mấy con dao nè, là mấy sử dụng mấy con dao nè. Con này khá dày nha. Thì con này thì em đã bào nó cái đường trên này cho cái lưỡi của nó sáng lên rồi, chứ lúc đầu á, nó đen lắm. Em làm phần này, còn cái phần trên này nó có một cái lớp nhựa chống dính á, chống mà chống chống oxy hóa đó mọi người, nên em để lại. Thì mọi người ai muốn về á, muốn chà nó đi thì chà, còn nếu mà bản thân em xài thì em cứ để lại chứ không có xài lắm, thôi nó rỉ dữ lắm, dòng này rỉ dữ lắm. Rồi để em đo con này ha. Con này lưỡi của nó là 21 năm nha mọi người. Con này lưỡi của nó là 21 năm nè, 21 năm. Và bảng của nó là, con này bảng của nó là 10.8. Thì cái nguyên mẫu của nó là 11 cm á, mà con này 10.8 mà coi như nó hao mòn chỉ có 0,2 thôi. À, độ dày của nó, con này dày, con này dày 4 ly gần 5 ly luôn nha mọi người. Con này dày 4 ly gần 5 ly luôn, con này chặt rất đã luôn nè. Em chưa có đồ để test con này, đến mua cái dừa về chặt thử. Mà thôi đăng bán luôn. Mà nếu mà ai chưa ai mà không chốt thì con này em để là em sử dụng cũng được nữa. Rồi, mã số 19 em bán giá 1 triệu 2 ha. Đây cái nào của Trung Quốc Hồng Kông thì em nói nha. Thông thường á, những con dao Thái ban chặt thì em đi bãi á thì em thấy mấy con dao này thì em lấy, tại vì nó là mấy con dao của Hồng Kông sử dụng. Còn mấy con dao mà mấy con dao giống mấy con dao kia mà của Trung Quốc em không bao giờ em lấy. Thì không có bán mấy dòng đó. Cái dòng này thì Thái ban chặt này khá tốt.
mà nên em lấy về em bán. Đi bãi mấy con này thật sự ra giá cũng không rẻ đâu, em nói thiệt á. Nếu mà ai đi rồi mọi người sẽ hiểu. Rồi mã số 19 em mới giá 1 triệu 2. Rồi, mã số 20. Mã số 20 là một cây sashimi, cây này khá đặc biệt nha, cây này của hãng Masamoto nè. Hãng Masamoto mà con này nó mòn khá nhiều rồi. Con này lưỡi tới 30 luôn nha mọi người. Con này á lưỡi 29 nè, con này lưỡi 29 cm. Con này lưỡi 29 cm. Và bản con này là 3 cm nha mọi người, 2.9 nè, bản con này 2.9 cm à. Và độ dày con này là độ dày của nó là 4 ly và mỏng dần lên mũi. Thì con này tình trạng của nó là cái cán nó là con khâu sừng luôn nè. Cái này khâu sừng nhưng mà tình trạng của nó thì con này á thì nó xài khá nhiều rồi nên nó mòn cũng khá nhiều. Thì em vệ sinh cũng cực, con này lúc mà em lấy về nó cũ lắm. Con này nó mòn lưỡi khá nhiều. Con này mà nó còn bản tốt mà còn nguyên bản á, con này bán rất là mắc nha. Mã này con này 29 cm nữa, con này khá dài và hiếm. Cho nên bây giờ nó mòn nó cũ quá rồi thì em bán giá con này là Masamoto 1 triệu 2. Em bán giá 1 triệu 2 ha. Rồi nếu mà ai mua sử dụng á, nếu mà em nói thiệt chứ ai mua sử dụng con này để mà còn sử dụng nữa thì khá là lâu luôn á. Thì ông thường mấy hãng Masamoto này sử dụng thép rất tốt nè. Con này em lúc em vệ sinh nó không có đề mắt thép. Em chỉ có lúc em lấy về em biết nó hãng Masamoto thôi. Con này khâu sừng vàng luôn á. Mà giờ nó cán nó hơi mòn nữa nè, cán nó mòn nè. Nó cầm nhiều quá, con này nó sử dụng em nghĩ nó sử dụng rất là nhiều luôn á. Rồi. Rồi, đây là mã cuối cùng và cũng là một con dao đặc biệt nhất của em. À, cũng là hàng hiếm nhất. À, con dao này thì đây là con dao em mua lại của một người bếp. Con dao này là em mua lại của người bếp sử dụng ha, chứ không phải là hàng bãi đâu. Hàng bãi chắc không có đâu. Con này là con Sugimoto. Đề ba Sugimoto nha. Mọi người nhìn thấy ha. Con này là tình trạng còn rất là mới luôn á. Lưỡi còn y nguyên luôn. Đem đo cái con này coi. Con này lưỡi của nó là 18.5. Con này lưỡi là 18.5 cm. Và bản con này là 4.8. Nè mọi người nhìn nhìn sơ qua hình thức em nó ha. Đường lưỡi của nó nè, còn rất là đẹp luôn. Khâu sừng vàng luôn. Cán còn như mới luôn. Cán con này còn còn như mới luôn nha. Cán con này là em không có vệ sinh nha. Tại vì nó mới quá không, em không có vệ sinh khâu nè, khâu rất là đẹp. Rồi, con này độ dày của nó là con này độ dày của nó 7 ly nha mọi người. Dày 7 ly. Con này là Sugimoto 18 cm. Con này nếu mà hàng mới em có tra rồi, hàng mới con này rơi vào khoảng 8 triệu, 8 9 triệu gì nếu mà về tới Việt Nam á, khá là mắc á. Con này em mua của một người sử dụng bếp. Sao còn rất là đẹp luôn. Thì bản chất con này là dao còn mới mà. Về chơi vệ sinh sơ sơ thôi. Cán còn rất là đẹp. Hãng Sugimoto thông thường nó sử dụng thép chế trắng số 2 ha mọi người. Chữ nó dập đây. Rồi, hôm nay cũng là đây cũng là mã cuối cùng. Đây là mã G21 em bán giá 2 triệu 2. Rồi. Cuối clip rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Mọi người đừng có quên bấm vào nút đăng ký để nhận những video mới sau này em đăng lên. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người.